Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vẫn còn một Trương Mỹ Lan bikini, bao giờ ông Tổng sờ tới. Năm 2012, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm ngân hàng SCB bằng cách gộp ba ngân hàng nhỏ khác, đó là ngân hàng Đệ Nhất, Vietcombank, ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa Bank và ngân hàng Sài Gòn SCB. Đây là những ngân hàng yếu kém nằm trong kế hoạch tái cơ cấu của ngân hàng nhà nước, bị mua lại không đồng hoặc sáp nhập các ngân hàng lại. Từ ngày bà Lan thâu tóm SCB cho đến khi bà bị bắt là 10 năm. Trong khoảng thời gian này, bà Trương Mỹ Lan đã kịp rút của SCB 1.066.000 tỷ đồng, tương đương 43,94 tỷ đô la Mỹ. Theo kết luận điều tra của công an, trong số tiền khổng lồ này, bà Lan đã chiếm đoạt và không có khả năng trả lại là hơn 300.000 tỷ đồng, cộng thêm số tiền lãi phát sinh là hơn 129.000 tỷ đồng, tính tổng cộng thành 433.000 tỷ đồng, tương đương 18 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn trong số này là tiền gửi tiết kiệm và tiền mua trái phiếu của người dân. Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan từng là bà chủ của Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Từ một trương muội nhỏ nhoi trở thành một Trương Mỹ Lan quyền thế và giàu có. Điều này được sinh ra bởi cơ chế quản lý của nhà nước này. Và đương nhiên, đã có một Trương Mỹ Lan này thì chắc chắn sẽ còn nhiều Trương Mỹ Lan khác. Những người được liệt kê vào đồng hạng với bà Trương Mỹ Lan là những ông chủ, bà chủ của các tập đoàn lớn. Nắm quyền điều hành trong các hệ sinh thái, họ đều có hoạt động dựa trên nguyên tắc dùng ngân hàng để huy động vốn từ người gửi tiền hoặc các nhà đầu tư rồi cướp đoạt tài sản của họ. Trong số các tập đoàn này có thể kể đến là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vietjet Air, đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng HD Bank. Như vậy, tương tự bà Trương Mỹ Lan, bà Thảo vừa là chủ một doanh nghiệp, vừa nắm một ngân hàng trong hệ sinh thái. Công thức thành đạt hiện nay là doanh nghiệp tư nhân kết hợp với các thế lực chính trị. Đây là mối nguy cho người dân và nền kinh tế đất nước, bởi trong các hệ sinh thái này, ngân hàng chính là kênh để lừa gạt, chiếm dụng tiền của người dân, rồi tuồn vào tay các ông bà chủ. Bà Trương Mỹ Lan từng được thế lực chính trị là dòng họ Lê Trương đỡ đầu, còn Vietjet là một người phụ nữ khác đỡ đầu. Người này xuất thân từ một gia đình có công với cách mạng nổi tiếng. Người này là cầu nối giúp cho Vietjet có được lợi thế thương trường thông qua quyền lực chính trị. Đó là bà Nguyễn Thanh Hà, con gái của cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chị gái của ông Nguyễn Chí Vịnh, cố thượng tướng quân đội. Bà Hà cũng là người từng nắm giữ các chức vụ lớn trong chính quyền Cộng sản như Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, trưởng ban kế hoạch đầu tư của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Hình ảnh bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị HD Bank. Một hãng tin nổi tiếng nước ngoài từng gọi hãng hàng không Vietjet của bà Thảo là hãng hàng không bikini. Nguyên nhân là vào năm 2012, bà Thảo đã cho một số người đẹp mặc bikini catwalk nhảy múa trên chuyến bay tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Từ việc này, bà Thảo bị chỉ trích là dùng trò rẻ tiền, hạ cấp. Có lẽ nói đến bà Thảo, người ta nghĩ ngay đến những cô gái mặc bikini của hãng bay này. Chính từ chiến lược marketing quái đản của bà. Đây chỉ là một trường hợp rất giống với bà Trương Mỹ Lan. Ở đất nước này còn rất nhiều Trương Mỹ Lan khác với công thức thành công tương tự như sau. Chủ doanh nghiệp đồng thời nắm giữ một ngân hàng trong hệ sinh thái. Khi chưa bị lộ, những người này vẫn là doanh nhân thành đạt. Còn sau khi đã đổ bể thì họ trở thành tội đồ của đất nước. Một khi thế lực chính trị đỡ đầu không còn trụ được nữa thì bản chất của doanh nghiệp sẽ lộ ra. Hiện nay, thế lực của Lê Thanh Hải đã không còn đủ mạnh để chống đỡ cho bà Trương Mỹ Lan và bộ mặt của doanh nghiệp Vạn Thịnh Phát mới bị lộ. Còn với những Trương Mỹ Lan khác, liệu ông Tổng có ý định sờ tới hay không? Hay chỉ là một vụ để lấy tiếng rồi thả cho những Trương Mỹ Lan khác tồn tại? Hãy đợi xem liệu ông Tổng có làm triệt để hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin vẫn còn một Trương Mỹ Lan bikini, bao giờ ông Tổng sờ tới? Vì sao các hội nhóm dạy bùng nợ lại nở rộ? Ngày 18 tháng 2, báo Người Lao Động có phóng sự những hội nhóm chết người trên mạng, chiêu trò dạy bùng nợ. Theo đó, người dùng mạng xã hội tham gia vào các nhóm bùng nợ tỏ ra quan tâm đến các khoản vay sẽ được các đối tượng chăm sóc chu đáo bằng nhiều cuộc gọi, tin nhắn, hướng dẫn. Mỗi ngày trong các nhóm này đều có bài chia sẻ về cách bùng nợ và khi có người dân quan tâm thì chuyển sang chế độ nhắn tin riêng. Cũng đề tài này, trước đây báo Người Lao Động có bài tràn lan các hội nhóm rủ nhau bùng nợ trên mạng xã hội đăng ngày 14 tháng 10 năm 2023.
hình ảnh bài trên báo Người Lao Động. Theo ghi nhận của phóng viên Người Lao Động, chỉ cần tìm kiếm với từ khóa bùng nợ trên các mạng xã hội, lập tức sẽ có hơn 100 group hiện ra. Đáng nói là những hội này có lượng thành viên tham gia cực khủng. Cụ thể, hội chuyên tư vấn bùng nợ, xóa nợ xấu, FE Home Credit app cho vay, có tới 132.000 thành viên. Hội bùng app vay tiền và cách đối phó có tới 107.000 thành viên. Báo Người Lao Động cho hay, trong các nhóm này mỗi ngày có hơn chục bài đăng với nhiều nội dung, như hỏi cách bùng nợ, hướng dẫn chiêu quỵt nợ các app cho vay. Và dưới mỗi bài đăng đều có hàng trăm lượt like, comment, bày tỏ sự tán thành, biểu dương và góp thêm cách để việc xù nợ được dễ dàng mà không bị phát hiện. Theo báo Người Lao Động, có nhiều người công khai rao bán các dịch vụ bùng nợ công ty tài chính hoặc các app cho vay với nhiều mức giá khác nhau. Nhưng mức độ tin cậy thì khó ai có thể kiểm chứng được. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo rất lớn. Hình ảnh các nhóm dạy bùng nợ trên Facebook. Tuy bùng nợ là một việc làm xấu dẫn đến nhiều hệ lụy cho xã hội, nhưng khi báo Người Lao Động chỉ trích những người tham gia các hội nhóm này rằng họ bùng nợ vì suy nghĩ không làm mà có ăn, Người Lao Động có đặt vấn đề xem vì sao các nhóm này lại dạy bùng nợ các app cho vay, FI và Home Credit mà không dạy bùng nợ ngân hàng hay không. Cần biết, chính truyền thông nhà nước từng rầm rộ đưa tin về việc cho vay và đòi nợ như xã hội đen của các app tín dụng, khiến nhiều người lỡ vay phải sa vào lầy, rơi vào bế tắc. Thậm chí nhiều người không hề vay tiền cũng bị dí theo đòi nợ đúng kiểu xã hội đen. Những app vay tiền này thường áp dụng cách thức cho vay rất đơn giản, dễ dàng. Chỉ cần giấy tờ tùy thân, trước đây là chứng minh nhân dân, bây giờ là giấy căn cước, số điện thoại của bản thân người vay và ba người quen là có thể vay được. Nhiều người khó khăn cần vay tiền thì vô tình không để ý rằng tuy lãi suất cho vay chỉ cao hơn lãi suất ngân hàng một chút ít, nhưng bên cho vay đã đưa vào một loạt phí khác khiến tổng số tiền phải trả cho các khoản vay bị đội lên rất nhiều. Đó là cách làm trá hình của kiểu cho vay nặng lãi. Hình ảnh công an khám xét văn phòng của một công ty tài chính. Một khi đã sập bẫy vay tiền, khách hàng của các app này đã trở thành khổ chủ khi bị kẻ tự xưng là nhân viên đòi nợ tấn công theo kiểu khủng bố. Chúng liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu. Không chỉ gọi cho người vay, chúng còn gọi cả cho bà con, bạn bè của người vay để uy hiếp. Vì vậy, các nhóm hướng dẫn bùng nợ có thể là một cách phản ứng lại với các tổ chức cho vay tiền nói trên. Vậy nhà nước đã làm gì để chấn chỉnh tình hình cho vay bát nháo nổi trên? Cho đến nay, ngoài việc bắt giữ một số đối tượng bị tố có hành vi xã hội đen, thì nhà nước không có động thái nào khác, không có chính sách để kiểm soát chặt chẽ hơn, cũng không có hỗ trợ người dân khi họ bị tấn công. Báo chí thì chỉ biết dạy đời rằng các hiện tượng dạy nhau bùng nợ và đòi nợ kiểu khủng bố gây tác động xấu đến thị trường tài chính. Còn lại không có ai nói đến một giải pháp cụ thể và hiệu quả nào để giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vì sao các hội nhóm dạy bùng nợ lại nở rộ? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để những người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d